Thưa quý vị, ngày 9 tháng 7 năm 2024, trao đổi với phóng viên tạp chí Hải quan, lãnh đạo đội kiểm soát phòng chống ma túy, Cục Hải quan Hà Nội cho biết, đang tiếp tục phối hợp với lực lượng chức năng điều tra làm rõ chuyên án ma túy lớn nhất từ trước đến nay được vận chuyển qua đường hàng không, có số lượng ma túy bị thu giữ lên đến 179 kg. Trước đó, qua công tác nắm tình hình và phân tích các nguồn tin thu thập được, Cục Hải quan Hà Nội đã nhận được nguồn tin một lượng ma túy lớn từ Đức về Việt Nam qua sân bay quốc tế Nội Bài. Để kịp thời ngăn chặn, bắt giữ, triệt phá đường dây tội phạm ma túy xuyên quốc gia, đội kiểm soát phòng chống ma túy đã đề xuất lãnh đạo Cục Hải quan Hà Nội xác lập chuyên án HP524, đồng thời chủ trì phối hợp với PC04 Công an thành phố Hà Nội và Chi cục Hải quan Bắc Hà Nội tổ chức phá án. Chuyên án được Cục Hải quan Hà Nội xác lập và chỉ sau 4 ngày, từ ngày 30 tháng 5 đến ngày 4 tháng 6 năm 2024, ban chuyên án đã bắt giữ 4 đối tượng, thu giữ khoảng 179 kg ma túy tổng hợp MDMA.